HocTuDau.com ra bài tập các bạn hãy tạo ra một cái trang web có giao diện trắng tinh, không có một cái gì cả. Đây là một cái trang web mà không có một cái gì. Đây là cái giao diện mà chúng ta có thể gọi là giao diện người dùng hoặc là giao diện front end. Sau đó bạn tạo ra một cái trang web khác mà có giao diện gồm một cái text box và một cái dấu cộng. Đây chỉ là giao diện mà tôi gọi là giao diện quản trị hay là giao diện back end. Tất nhiên tôi sẽ làm ở mức độ đơn giản nhất là nó không có phần đăng nhập cái gì cả. Trong thực tế thì đương nhiên chúng ta không thể làm như thế này, bởi vì bất kỳ ai cũng có thể vào được giao diện admin. Như vậy thì ai cũng có thể sửa web của bạn được, nhưng mà bởi vì đây là một cái bài tập ở mức độ đơn giản nhất cho nên chúng ta sẽ không làm phần đăng nhập. Ở những cái bài tập sau phức tạp hơn tôi sẽ bắt làm cả phần đăng nhập nữa. Thế thì khi bạn điền vào đây một cái từ bất kỳ, ví dụ như học từ đầu, thì khi bạn quay trở lại với cái giao diện front end, bạn refresh trang web, nó hiện là chữ học từ đầu. Các bạn có thể xem cái mã nguồn, đây có học từ đầu và thẻ BR. Khi bạn nhập tiếp một cái khác, ví dụ như là HocTuDau.com, thì bạn quay trở lại, bạn refresh thì nó ra HocTuDau.com. Chúng ta lưu ý ở đây chúng ta truyền bằng thì các bạn lưu ý là trong cái ví dụ này tôi sử dụng method get, mặc dù chúng ta có thể sử dụng method post. Thì post và get thì nó cũng tương tự nhau, các bạn có thể tự thử cái bài tập này nhưng mà các bạn sử dụng post thay cho get. Nếu mà sử dụng post thì chúng ta sẽ không nhìn thấy cái này.